Chào các bạn đã đến với những video giải đáp thắc mắc. Và hôm nay có một số những cái câu hỏi mà nó cũng liên quan nhau về mà chuyên môn một chút xíu. Đó là một số các bạn hỏi là làm sao để có thể hát giọng pha, rồi làm sao mà hỏi là thầy ơi sao hát giọng pha nó thoải mái, nó nhẹ như vậy, rồi bạn thầy ơi thầy hát cái giọng này là giọng gì vậy? Thì thực sự ra thì nó là một loại kỹ thuật. Thì các bạn đặt câu hỏi rất là nhiều, người ta sử dụng người người Việt Nam thường hay gọi là giọng pha, nhưng mà đúng theo kỹ thuật thanh nhạc mà mình sử dụng từ quốc tế đi ha, thì nó gọi là kỹ thuật mixed voice. Mixed voice là một kỹ thuật, là một loại giọng mà phải tập luyện rất là nhiều. Nó là một dạng kỹ thuật nâng cao, kỹ thuật cao cấp, mà nói chung là nó rất hữu dụng trong việc gọi là hát hay hơn, và hát những nốt nhạc nó sẽ chắc chắn và cân bằng hơn. Lý do tại sao thì tôi sẽ giải thích sau đây. Thì đầu tiên á, là giọng pha, giọng người ta hay thường gọi, các bạn hay thường gọi là giọng mixed voice. Mixed voice là giọng hòa trộn. Đây là một cái kỹ thuật khó nha, kỹ thuật cao, kỹ thuật khó. Và nếu mà những bạn nào mà đã có tìm hiểu và nghiên cứu về thanh nhạc á, thì chắc chắn rằng các bạn cũng đã biết sơ sơ phần nào về kỹ thuật mixed voice rồi. Rồi, để kiểm soát được giọng mid voice thuần thục á, thì chúng ta phải trải qua quá trình rèn luyện rất là nhiều. Nhưng cơ bản á, là các bạn phải tập luyện về hơi thở nè. Đầu tiên là phải tập luyện về hơi thở. Và cái thứ hai là tập luyện về cái khẩu hình miệng của mình. Và thứ ba là chúng ta sẽ tập điều tiết cái chest voice, là giọng ngực á. Điều tiết cái giọng ngực của mình. Cái này tôi sẽ nói sau các bạn về những vấn đề về chất các loại giọng. Nhưng mà về giọng chest voice là giọng ngực á, thì sẽ điều tiết nó lại. Và thứ hai là thứ tư là tìm kiếm và tập luyện cái kỹ thuật head voice, cái giọng head voice. Đó, head voice là giọng ốc á, giọng đầu, tôi hay gọi là giọng đầu, giọng ốc á. Hát mà lông ốc luôn á. Đó, thì tập xong những cái đó rồi chúng ta kết hợp tất cả lại với nhau để nó đủ để có thể tập luyện kỹ thuật mixed voice. Thấy nó khó chưa? Quá trời khó luôn, chứ không phải dễ đâu. Chúng ta phải tập nhiều để mà thuần thục, để có thể tập luyện được mixed voice một cách điêu luyện, thì chúng ta phải đi qua từng cái giai đoạn như vậy. Cái này tôi sẽ nhắc sau ở những cái bài tiếp theo, hướng dẫn chia sẻ tiếp theo, nhưng mà nói về mix voice mà để thuần thục là phải như vậy. Còn các bạn mà cứ phá vỡ cái quy tắc của nó, rồi các bạn nhảy bước, nhảy vọt, thì đương nhiên là các bạn sẽ vấp té lúc nào không hay thôi. Đó, thì đó là kỹ thuật mix voice, là nó sẽ rất khó nha. Đó. Vì mix voice á, là một loại giọng mà mix voice là một loại giọng kiểm soát các âm thanh ở trung và cao. Nên thường á, là mid voice nó sẽ chịu một cái lực nén và một cái hơi nó rất là lớn. Và nếu mà các bạn không kiểm soát được á, với một thời gian tập luyện mà chưa kiểm soát quen á, các bạn hát ở âm vực cao và trung liên tục, thì đâm ra là giọng của bạn sẽ đi đuối, và tâm đó nó sẽ nhiều khi nó bị xước, và sẽ dẫn đến những cái triệu chứng như là viêm họng nè. Rồi những cái triệu chứng giống như là nỗi sợ khi hát nốt cao, khi mỗi lên nốt cao là áp lực tâm lý lắm, không biết hát có nổi hay không, rồi có bị xước hay không, có bị đau họng hay không. Và từ đó chúng ta sẽ không có hát tốt được cái bài hát đó. Thì mix voice nó là một yếu tố rất là quan trọng, giọng pha đó. Thì các bạn đặt câu hỏi rất là chính xác luôn, rất là đúng luôn. Hôm nay mình sẽ giải đáp cho bạn cái thắc mắc là cái tầm quan trọng của mix voice nó là như vậy, giọng pha nó là như vậy. Rất là hay ha. Rồi, sau thì nhưng mà việc tập luyện mid voice nói như vậy thôi, thật sự nó không quá khó. Không khó như chúng ta nghĩ, nhưng mà để mà điêu luyện và chuyên nghiệp thì cái gì nó cũng khó hết. chest voice nó cũng khó, mà head voice nó cũng khó, cái gì cũng khó hết. Rồi, thì
phần nào trong giọng nói của chúng ta, thì tôi cam đoan là chắc chắn với các bạn luôn là phần nào trong giọng nói của mình nó đều có những cái loại giọng đó rồi. Về mix voice, về chat voice, về head voice, tất cả mọi thứ đã có rồi. Nhưng mà ít hay nhiều, và việc mà tập luyện của chúng ta theo thời gian á, tập luyện, rèn luyện á, thì để chủ yếu là để kiểm soát nó thôi. Kiểm soát đó thôi. Thì ở đây chúng ta nói về kiểm soát giọng mid voice đi ha. À, phải tập luyện, nỗ lực tập luyện để mình kiểm soát được cái giọng mid voice và làm cho cái giọng mid voice của mình càng ngày càng hơn, hay hơn, chắc chắn hơn, chuyên nghiệp hơn. Nói chung là đặt đâu là nằm đó. Ok, thì đó gọi là kỹ thuật mid voice thuần thục. À. Ở tiếp theo thì muốn tập luyện mid voice á thì không phải là một ngày một bữa, nên vì vậy á, các bạn phải đăng ký kênh của tôi ngay lập tức, bấm liền vô cái nút đăng ký nếu chưa đăng ký. Còn nếu mà đã đăng ký thì chia sẻ cho giùm tôi. Thì tôi sẽ làm những cái video có tính liên quan, và các bạn cứ hỏi, đặt những câu hỏi có tính liên quan. Thì mỗi video này tôi sẽ chia sẻ một tí thôi, bởi vì kiến thức mà nó quá nhiều cùng một lúc á, các bạn sẽ bị ngợp và các bạn không biết phân chia như thế nào là hợp lý, và việc tập luyện nó sẽ kém hiệu quả. Thì hãy đăng ký kênh đi, rồi cứ xem từ từ, tôi sẽ đăng ký, tôi sẽ làm video và các bạn cứ hỏi tôi sẽ trả lời. Vậy thôi, đơn giản lắm. Rồi chắc chắn các bạn sẽ tập được. Rồi cụ thể hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo mà sau nhiều năm nghiên cứu mà tôi đã đưa ra được một cái cách để các bạn có thể tìm ra mid voice, tìm ra và tập luyện với mid voice rất là dễ, chỉ trong vòng 30 giây. Nói 30 giây luôn, chắc chắn 30 giây luôn. Ok, giờ 30 giây bắt đầu. Mid voice. Mà trước mắt là mình phải khái niệm một chút xíu. Mid voice là vùng âm thanh hòa trộn. Hòa trộn giữa cái gì với cái gì? Biết là trộn rồi đó, giống như salad nè, củ cải nè, hành tây nè. Trộn là trộn cái gì, đúng không? Sốt mayonnaise. Đó. Thì mid voice là vùng âm thanh hòa trộn. Hòa trộn thường cơ bản là trộn giữa các âm thanh với nhau. Thì mid voice là vùng hòa trộn giữa chest voice và head voice, giọng ngực và giọng đầu, giọng ấp. Đó. Thì hai cái đó nó trộn lại thì nó mới ra thằng mid voice. Thì cơ bản đầu tiên luôn là chúng ta phải tìm ra được giọng chest voice và giọng head voice của mình. Sau đó chúng ta dùng cái kỹ thuật nho nhỏ, chúng ta kết hợp nó lại, hai cái giọng này kết hợp nó lại thì nó tạo ra giọng mid voice. Đó, nói nghe dễ quá ha. Rồi, ok, thì tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách để mình có thể hướng dẫn để các bạn có thể tập luyện cái đó. Bây giờ các bạn chỉ cần làm theo tôi thôi nha. Các bạn sử dụng cái hơi của mình, chú ý nha, chú ý kỹ, cái này quan trọng nè. 30 giây nè, tập trung vào đây nè. Cái hơi của mình, các bạn đẩy cái hơi của mình từ dưới bụng, đúng không? Từ dưới phổi, đúng không? Ok, vậy là đẩy cái hơi của mình ra phía sau, để nó mở các khoảng vang của phần head voice là phía sau nè, phần ốc á, cái sọ của mình nè, đấy, mở cái khoảng vang phần head voice và sau đó nó đầu tiên nó là vậy đi. Rồi, đầu tiên là làm với mình nha. Đưa lên nè. Đưa cái hơi của mình ra phía sau và hát âm nhẹ, âm hơ, càng nhẹ càng tốt, đừng có nặng nề. Đừng có nặng nề, nhẹ nhàng thôi. Nhớ mở thêm cái khẩu hình miệng nha, đóng khẩu hình lại là hơi nó không lên được. Ok, mở ra. Âm hơ ha. Âm à. Giống như gồ máy xe đó. Đó là bước thứ nhất. Đơn giản đúng không? Mình tìm ra được cái head voice cái đã. Xong rồi từ cái head voice của mình, mình cho cái hơi nó đi lên trên, đi thẳng lên phía trước cái khuôn mặt của mình. Đây, hơi nó ra phía sau, rồi từ đó nó bẻ dòng cung, nó đi thẳng lên phía trước ha. Mình làm ví dụ nha. Các bạn có thấy âm thanh bắt đầu nó phát ra ở cái vùng này, cái vùng trước mặt của mình, ta gọi là vùng mặt nạ. Vùng mặt nạ thì người ta gọi là vùng âm thanh mặt nạ, là vùng mid voice đấy. Tập luyện đấy, rất là dễ đúng không?
Đó, thì các bạn sử dụng hơi của mình nhẹ nhàng đưa ra phía sau. Ún lên ha. Liền mạch, đừng có ngắt quãng nha, đừng có ngắt quãng cái chỗ giờ đó. Mình cố làm sao mình chuyển ra phía sau. Ok nha, lại lần nữa. Và giữ cái âm thanh nó như thế này là các bạn đã làm được vùng mid voice của mình. Thực sự mid voice là vùng âm thanh của mặt, các xoang ở trên gương, cái mặt của mình, bề mặt của mình, xong má, xong cằm, xong mũi, tất cả các loại xoang thì nó âm thanh nó được rung động ở đó, nó tạo nên vùng âm thanh mid voice, và âm thanh này rất là hay và chắc, nghe bén ha. Và các bạn có thể chinh phục được những nốt cao ở đây rất là tốt. Rồi, ok, đơn giản chỉ như vậy thôi. Nhớ là tập đúng, tập đủ, đi một vòng cung từ dưới, từ dưới, đừng có gọi là bẻ cong giai đoạn, gọi là đi thẳng một nước. Đừng có đưa như vậy nha, là sai nha. Các bạn phải đưa ra phía sau, rồi từ phía sau đó đẩy thẳng lên phía trước. Tập thật là kỹ, 30 giây hết. Đó, vậy thôi. Tập liền quen, quen từ cao độ, từ thấp lên cao. Tập dần quen để khi các bạn quen cái việc gọi là di chuyển cái âm thanh mid voice á, cho nó linh hoạt, cho nó phù hợp thôi chứ không có gì hết. Rồi từ từ chúng ta sẽ nói là áp dụng nó vào trong bài hát như thế nào để phù hợp hơn. Ok, đơn giản. Chúc các bạn sẽ thành công với kỹ thuật mid voice, hay còn gọi là giọng pha. Bye bye. See you again.